Hỏi đáp thông tin du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương hôm nay. Và đến với chương trình hôm nay thì Sa và Như sẽ giúp các bạn giải đáp chi tiết về cái ngành du lịch khách sạn tại trường New Hampshire. Và đây cũng là thắc mắc của rất nhiều bạn, thắc mắc gửi về cho Tân Đại Dương trong tuần qua để tìm hiểu rõ hơn về cái ngành du lịch khách sạn tại trường New Hampshire này. Như các bạn cũng biết thì ngành quản trị du lịch khách sạn với môi trường làm việc đẳng cấp và chuyên nghiệp trong một không gian sang trọng, cùng với cơ hội gặp gỡ rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới, và công việc thì được xếp vào hàng năng động với sự giao lưu mới mẻ mỗi ngày. Đó cũng là lý do mà khiến cho cái nghề quản trị du lịch khách sạn luôn có một vị trí đáng mơ ước và hấp dẫn đối với đa số các bạn trẻ hiện nay. Và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ giải đáp những câu hỏi của các bạn đã gửi về cho Tân Đại Dương xoay quanh cái chủ đề này trong tuần vừa qua. Như là cái ngành quản trị du lịch khách sạn thì hiện nay là được khá nhiều các bạn trẻ yêu thích, và có bạn Kiều Diễm ở địa chỉ email là kiewdiem@gmail.com, bạn có hỏi rằng là em đang muốn tìm hiểu thông tin du học Mỹ ngành du lịch khách sạn, và Tân Đại Dương có thể là giới thiệu cho em thông tin một trường nào đó tại Mỹ mà chuyên đào tạo ngành này được hay không. Và qua tìm hiểu thì em cũng có tìm hiểu đó là trường đại học ở New Hampshire, thì nhờ Tân Đại Dương có thể là giải đáp cho em về cái thông tin về trường này. Vâng, thì với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương, Tân Đại Dương xin giới thiệu bạn trường University of New Hampshire. Hiện thuộc top 100 trường tốt nhất tại Mỹ với mức học phí phải chăng, đào tạo đa ngành, với nhiều học bổng, môi trường học lý tưởng và đặc biệt là tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có được việc làm và thu nhập rất là tốt. Trường New Hampshire được thành lập vào năm 1866, tọa lạc tại thành phố biển New Hampshire, chỉ cách thành phố Boston 1 tiếng bằng xe buýt và khu vực thịnh vượng nhất của miền đông nước Mỹ. Trường đào tạo tiếng Anh, chương trình chuyển tiếp tương đương năm 1 đại học, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của hơn 400 chuyên ngành với nhiều ngành học thế mạnh như là kinh doanh, kế toán, ngành hệ thống thông tin kế toán xếp hạng thứ 2 toàn quốc, và có ngành tài chính, quản trị nhà hàng khách sạn, kỹ thuật, cơ khí v.v. Đặc biệt thì sinh viên ngành quản trị nhà hàng khách sạn có 800 giờ thực tập hưởng lương và được thực hành tại hệ thống 3 nhà hàng tiêu chuẩn 5 sao ngay trong khuôn viên của trường. Vào năm 2014 thì hơn 90% sinh viên của trường tìm được việc làm trong vòng 6 tháng tốt nghiệp với mức lương trung bình lên đến 45.000 USD. Thông tin chi tiết hơn về trường thì bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Qua những cái giới thiệu ở trên của Như thì chắc hẳn là nhiều bạn là muốn đăng ký nhập học tại trường lắm đây. Thì không biết là hiện tại thì mức học phí của trường bao nhiêu và trường đang có những cái học bổng nào dành cho sinh viên, thì Như có thể giới thiệu cho các bạn cũng như là cái khi mà đăng ký thì các bạn cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào. Vâng, thì học phí rất là hợp lý, chỉ khoảng từ 29.530 USD một năm, và chi phí sinh hoạt chỉ khoảng 7.000 đến 11.000 USD một năm, chưa kể học bổng và các hỗ trợ khác. Và học bổng thì dao động từ 10 đến 20% dựa trên thành tích học tập của học sinh. Và về hồ sơ du học Mỹ thì bạn cần chuẩn bị. Đầu tiên là hồ sơ học sinh, gồm có passport, chứng minh nhân dân, khai sinh, hộ khẩu, học bạ cấp 2, cấp 3, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, bằng cấp Anh ngữ, giấy khen và các loại bằng cấp khác nếu có, hình 5 x 5 48. Và về hồ sơ tài chính thì có sổ tiết kiệm, giấy xác nhận số dư tiền gửi, giấy chủ quyền nhà cửa, đất đai, giấy tờ liên quan đến công việc của người bảo trợ. Và Tân Đại Dương hiện đang có các lớp học phỏng vấn. Lớp học này thì sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi trả lời câu hỏi trước lãnh sự. Và khi đi du học quá thì ngoài vấn đề chọn trường, chọn ngành, nhà ở, học phí thì một cái vấn đề cũng khá là quan trọng đối với các bạn sinh viên khi đi du học xa nhà cho thời gian dài, đó là bảo hiểm du học. Nhưng mà cái khái niệm này nó còn khá là mới mẻ đối với các bạn, thì như có thể là chia sẻ và giúp các bạn rõ hơn về cái phần mà bảo hiểm du học này. Vâng, thì về vấn đề bảo hiểm thì những du học sinh đi theo diện thị thực F1 không nhất thiết là phải có bảo hiểm sức khỏe. Tuy nhiên là hầu hết các trường đại học cao đẳng thì đều yêu cầu học sinh cần phải đóng bảo hiểm để được phép đăng ký. Và những thông tin này thì sẽ được thông báo trước khi bắt đầu khóa học và bạn sẽ tìm thấy chúng ở website của trường. Một khi đã biết được mức bảo hiểm phù hợp với bản thân, bạn hãy tìm hiểu và so sánh chi phí để đưa ra quyết định. Điều quan trọng nhất là bạn phải hiểu được toàn bộ nội dung mà bảo hiểm đó bao gồm để biết được quyền lợi của mình trong các tình huống khẩn cấp. Và lưu ý là những bạn đã tham gia điều trị y tế trước khi mua bảo hiểm thường phải trả mức bảo hiểm với chi phí rất cao.
Và một khi đã có bảo hiểm trong tay, bạn nhớ lưu giữ các giấy tờ một cách cẩn thận để không phải chịu cảnh thất lạc giấy tờ, phải làm lại từ đầu với các quy trình rất phức tạp. Tân Đại Dương hy vọng với những chia sẻ trên thì những bạn đang tìm hiểu thông tin du học Mỹ có thêm những kinh nghiệm cũng như là có thêm về sự lựa chọn về trường khi đi du học. Và để tham khảo thêm các trường tại Mỹ thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Và để được hỗ trợ thủ tục hồ sơ du học Mỹ một cách tốt nhất thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, ở địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hay là địa chỉ quận 5 ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Nha Trang. Và các bạn cũng lưu ý rằng Tân Đại Dương không có bất kỳ chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ ngoài du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta có một cuộc trò chuyện ngắn với bạn Huyền Diệu. Thì bạn vừa nhận được visa du học Mỹ và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng trò chuyện với bạn Diệu để tìm hiểu xem quá trình làm hồ sơ cũng như là quá trình phỏng vấn xin visa du học Mỹ của bạn thì như thế nào nhé. Hai chị chào em. Em chào chị. Em biết thì đôi nét của bản thân mình. Em tên Huyền Diệu, em 24 tuổi, hiện tại em là sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai. Rồi, các chị hỏi thêm là lý do tại sao là Diệu lại chọn Mỹ để du học? Tại vì mục tiêu của em là muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực y tế. Vì vậy chỉ có đi du học Mỹ mới giúp em có cái trình độ tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình. Trong top 200 trường đại học danh tiếng nhất thế giới thì Mỹ chiếm tới 74 trường. Do đó, đó là sự lựa chọn đầu tiên của em khi nghĩ đến ước mơ du học. Đầu tiên em học Anh văn tại trường International English Institute. Sau đó em học tiếp chuyên ngành Biology Hill Station Construction tại trường Tennessee Tech University. Trường của em mới học thì em sẽ học ở đó 4 năm, em hoàn thành 120 tín chỉ. Trường nằm ở cái thành phố mà nó có chi phí sinh hoạt rất là thấp, nằm trong top 10 nơi có chi phí sinh hoạt thấp nhất nước Mỹ. Trường thì được giải Best College 2010, được bình chọn là trường đại học được lựa chọn nhiều nhất phía Nam. Vậy thì qua đó mình ở đâu? Em ở homestay, tại vì em nghĩ là nếu mà muốn cải thiện khả năng Anh ngữ thì ở với người dân bản địa thì rất là tốt và em có thể tìm hiểu được ẩm thực văn hóa của Mỹ. Cho chị hỏi thêm một chút xíu là cảm nhận của mình khi làm hồ sơ đang bao nhiêu là như thế nào? Dạ em thấy công ty thì dạy rất là chi tiết, chuẩn bị hồ sơ rất là chu đáo. Có tiềm tiết giảng dạy thực tế làm cho em không có còn tâm trạng sợ hãi khi mà đi phỏng vấn nữa. Em thấy tự tin. Qua đó mình biết được dịch vụ của Tân Đại Dương em. Đầu tiên là em đến cái công ty do người quen giới thiệu. Sau đó em đến thì được mấy chị tư vấn thì em cảm thấy tin tưởng và em quyết định ký hợp đồng để bên công ty lo cho em. Em học với thầy Khôi 4-5-6 buổi gì đó. Xong rồi thầy Khôi hướng dẫn cho em là tìm hiểu về trường, tìm hiểu chi tiết về trường, về ban. Những cái lý do tại sao mình chọn như vậy. Rồi sau đó thì thầy cũng giúp cho em dịch những cái phần Anh văn mà em không hiểu hoặc là em dịch không tốt. Rồi sau đó là em học và test lại với mấy chị tư vấn. Bây giờ đã có visa rồi thì em có cái lời khuyên cũng như là cái chia sẻ nào dành cho những bạn mà sắp tới đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ? Em có chia sẻ riêng của bản thân đó là mấy bạn khi mà bước vô lãnh sự quán thì chúng ta nên nghiêm túc, nhìn luôn luôn nhìn thẳng, đừng ngó nghiêng ngó ngang gì hết, tự tin lên, nói chuyện to rõ. Thể hiện cái thái độ lắng nghe và trả lời của mình là dứt khoát lên. Chị cảm ơn chị chia sẻ của Diệu trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và một lần nữa thì chị thay mặt công ty Tân Đại Dương là chúc em qua Mỹ học tập thật là tốt ha. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe bạn Diệu chia sẻ về quá trình làm hồ sơ cũng như là phỏng vấn xin visa du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.